Xin chào cả nhà, mình là Hợp và hôm nay để tiếp tục cái series mà mình đang làm để nói về những sự thay đổi của các hãng đồng hồ và đặc biệt là mấy series gần đây đó là hãng đồng hồ FC. Thì như mình có nói trong năm cuối năm 2017 đầu 2018 thì FC có một sự thay đổi tất cả các model và cái sự thay đổi này nó không không phải là quá nhiều và nó chỉ đơn giản là thay đổi cái mặt dial thôi. Còn về phần máy móc thì nó vẫn sẽ giữ nguyên. Ở dưới đây mình có đó là hai series thuộc dòng 3 hai chiếc đồng hồ thuộc dòng 3 series và đây là hai chiếc thuộc dòng Slimline siêu mỏng. Hay nói đúng hơn nó là thuộc dòng FC 306 siêu mỏng. Đây là mẫu FC 306 V4S4 và đây là mẫu đời trước. Còn chiếc này thì chiếc FC 306 MR4S4 và với mẫu này thì nó là mẫu được design mới lại. Thì chúng ta hãy cùng xem là hai chiếc này thì anh em sẽ thích chiếc nào hơn. Mình sẽ bỏ cái siêu này ra. Đó, như các bạn có thể thấy trên tay mình là chiếc FC 306 V4S4 được FC làm design rất là đẹp với cái mặt chảy tia và kim cọc số thì kim cọc rose gold. Còn với mẫu này thì chúng ta sẽ được design lại theo phong cách mới của hãng FC, đó là chúng ta sẽ được thay đổi cái mặt dial và chúng ta bộ kim cọc của chúng ta. Cầm hai chiếc này trên tay thì các bạn có thể thấy ngay là chúng ta nhìn thấy ngay cái sự thay đổi của năm nay và FC đã áp dụng trên hầu như là tất cả các dòng sản phẩm của mình. Có thể kể đến như dòng FC 303, FC 306, FC 350 và kể cả 7 series như 715 và 705. Các bạn có thể thấy ở phía bên trái cái mẫu FC 306 V4S4, đây là một trong những cái mẫu mà hot nhất và bán chạy nhất của ICS. Mẫu này cứ về là hết, nó sẽ có mặt số dial là 40 mm và chúng ta sẽ có độ mỏng vào khoảng tầm hơn 8 mm, khoảng 8.3 gì đó. Đây là một chiếc rất là mỏng và được design mặt dial rất là đẹp với cái vân chải tia màu bạc. Các bạn có thể thấy ngay là cái vân chải tia màu bạc được làm rất là đẹp. Bộ kim và cọc số của chúng ta đều được làm bằng thép không gỉ và đều được đánh bóng và sau đó được mạ lớp vàng rose gold giống như mặt case và nó được làm rất là đẹp các bạn nhé. Các bạn có thể để ý ở vị trí 12 giờ chúng ta sẽ có đó là cọc đôi. Đó và chúng ta có lịch ngày ở góc 3 giờ. Một điều đáng tiếc nhất trên cái dòng Slimline này đó là nó chỉ có hai kim và nó không có kim dây. Và đây là một đặc điểm mà rất là nhiều anh em đều suy nghĩ trước khi mua chiếc này. Tuy nhiên nếu như các bạn cần một chiếc đồng hồ dress watch mỏng và đẹp và mặc cực kỳ sang trọng kết hợp với áo sơ mi thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đó. Còn nói qua về mẫu đời mới thì với mẫu đời mới thì FC có làm hoàn thiện theo một phong cách khác. Đó. Về cái phần thân thì vẫn là size 40 và có độ mỏng khoảng tầm 8.3 mm. Còn về mặt dial thì em nó đã được thay đổi, bộ kim cọc nổi rose gold của chúng ta đã không còn nữa. Và thay vào đó chúng ta sẽ có đó là cọc la mã và cọc la mã này được sơn đen ở trên mặt dial và bộ kim của chúng ta cũng vậy, bộ kim của chúng ta cũng được sơn đen chứ không được đánh bóng và nó không có được mạ nữa. Chúng ta vẫn có ô lịch ngày ở góc 3 giờ. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy với cái mẫu này thì nó sẽ tiếp cận thêm được những khách hàng mà có độ tuổi trung niên. Còn với cái mẫu cũ của chúng ta thì với cái thiết kế hoàn toàn trẻ trung như vậy thì nó sẽ phù hợp với những anh em mà trẻ tuổi hơn. Đó. Bề mặt dial của chiếc này cũng vậy, các bạn có thể thấy ngay là nó không còn những đường chảy tia nữa và bề mặt dial của chiếc này được làm gần như là kiểu sạn cát. Các bạn có thể thấy nó giống có những cái chấm sạn giống như lúc chúng ta nhìn vào cát vậy. Đây là một cái cách hoàn thiện mới của FC trên dòng sản phẩm mới FC 306. Các bạn có thể thấy là về cái phần kính cũng như là tất cả các vấn đề khác thì FC đều hoàn thiện rất là tốt và nó chỉ khác cái mặt dial như vậy thôi. Và cái này thì sẽ khiến các bạn rất là suy nghĩ khi các bạn lựa chọn một trong hai mẫu này. Nếu như anh em mà trẻ trung thì chúng ta nên chọn cái mẫu bên trái. Còn nếu như mà anh em mà cần một chút đứng tuổi và khi mà đi giao dịch làm ăn thì chúng ta có thể chọn cả mẫu bên phải. Nó cũng được làm rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ngay với cái số la mã thì chúng ta có một cái sự chín chắn và trưởng thành hơn. Còn với cái cọc số vạch này thì các bạn sẽ có cái sự dễ dãi hơn, nhìn nhận và nó trẻ trung hơn khá nhiều. Đó. Mặt chải tia và mặt sandblast thì nó cũng là một trong hai cái phong cách mà các bạn sẽ phải chọn. Với cái mặt sandblast này thì các bạn sẽ thấy cái lớp mà AR của em nó sẽ được thể hiện rõ ràng hơn với cái màu xanh. Còn với cái mặt chải tia này thì các bạn sẽ thấy là cái vân chải tia nó sẽ tạo ra những cái hình hoa ở trên mặt dial được làm rất là đẹp. Đó.
Đây là đều là hai cái mẫu đẹp và đều hai mẫu bán chạy và nó có mức giá tương đương nhau. Nó chỉ vào khoảng tầm 20.990.000. Thì nếu với cái mức giá của hãng thì rất là đắt, nó khoảng 57-58 triệu, còn với giá của bên mình bán nó khoảng tầm 21 triệu như mình vừa nói. Thì đây là hai mẫu rất là đẹp và được rất là nhiều anh em ưa thích. Mặt sau ra của em nó thì vẫn là bộ máy FC306. Bộ máy này vẫn có 25 chân kính và chúng ta vẫn có 28.800 tần số dao động, cùng với đó là khoảng 42 giờ tích cóp. Tất cả đều giống nhau đó, độ chống nước cũng như là những cái vấn đề khác đều giống nhau, đều là 3 ATM, và các bạn có thể thấy rõ chúng được ghi ở đằng sau rất là dễ. Bộ dây da đi kèm của em nó là sợi dây da FC Croco Calf, tức là dây da B dập vân cá sấu. Các bạn có thể để ý là với cái mẫu này thì chúng ta sẽ có sợi dây da nó bóng hơn, cái mẫu bên phải đời mới của chúng ta nó sẽ làm cái sợi dây da nó bóng hơn một chút đó, các bạn có thể thấy là nó bóng hơn rõ ràng ở đây. Và khóa đi kèm vẫn là cái khóa bướm loại mới nhất của FC, và đây là một trong những cái loại khóa rất là mỏng, tuy nhiên là nó rất là dài, cho nên tuy mẫu này là 40mm nhưng mà anh em cũng cần phải tay 16-16.5 trở lên chúng ta mới đeo được, bởi vì khi chúng ta đeo trước này cái khóa nó sẽ vồng lên rất là nhiều, cho nên nếu mà anh em tay bé thì cái khóa nó sẽ vồng lên đến tận bên kia tay như này thì các anh em sẽ không đeo được, rất là khó đeo và nó ngạnh vào tay rất là đau. Cho nên mẫu này cũng là một mẫu rất là kén khách và chúng ta phải có tay khoảng 16-16.5cm chúng ta mới nên mua mẫu này các bạn nhé. Đó. Ngoài ra thì nó không còn sự khác biệt gì nữa cả. Đây là một trong những cái đây là một trong hai phong cách mà anh em cần chọn lựa khi mua đồng hồ. Các bạn thích cọc số hay là các bạn thích cọc số La Mã, đó là tùy thuộc vào anh em. Hai mẫu này đều có mức giá tương đương nhau và quyết định thế nào là tùy thuộc vào anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào các bạn.